Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định công tác phòng chống tác hại thuốc lá và đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng lâu dài. Để công tác này phát triển có chiều sâu, rất cần có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và cộng đồng. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá với mục tiêu tạo dựng hình ảnh văn minh thương mại, an toàn và trong lành trong doanh nghiệp, đơn vị này đã xây dựng và triển khai việc đảm bảo an toàn không khói thuốc với hình thức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá như tổ chức hoạt động văn hóa thể thao, triển khai hệ thống pano áp phích, khẩu hiệu hoạt động, treo biển tại nơi làm việc, nơi sản xuất, tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị, biểu dương, khen thưởng kịp thời tới những tập thể, tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Sau khi thực hiện ý thức của người lao động về phòng chống tác hại thuốc lá tăng lên rõ rệt, để đảm bảo môi trường trong sạch không khói thuốc, tạo cảm giác dễ chịu cho lãnh đạo, đoàn viên và người lao động, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức ký cam kết thực hiện cơ sở không khói thuốc. Các vấn đề chính của luật phòng chống tác hại thuốc lá được tuyên truyền như quy định xử phạt vi phạm hành chính, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các tiêu chí xây dựng nơi làm việc không khói thuốc và các bước xây dựng mô hình này là những căn cứ để kêu gọi người lao động cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá và các nội dung truyền thông kèm theo đến từng công đoàn trực thuộc. Từ đó, giáo dục cho từng đơn vị, đoàn viên hiểu rõ về luật và chấp hành nghiêm túc luật phòng chống tác hại thuốc lá. Trong doanh nghiệp sản xuất của chúng tôi thì tất cả những cái phòng ban hoạt động là cấm hút thuốc lá, không được hút thuốc lá trong phòng làm việc, không được hút thuốc lá trong nhà xưởng và không được hút thuốc lá trong cơ quan. Nếu mà họ hút thuốc lá ở trong công xưởng thì chúng tôi sẽ phạt hành chính. Phạt hành chính với hình thức là nếu còn tiếp tục tái phạm thì chúng tôi sẽ tạm thời cho nghỉ việc ở nhà. Bằng nhiều cách làm, các doanh nghiệp đã từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của người lao động về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Đến nay, các doanh nghiệp đã xây dựng môi trường không khói thuốc lá, nhiều người đã bỏ hút thuốc lá, thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá ở trong doanh nghiệp và cộng đồng.